Truyền thông Canada ngày hôm qua cho biết là ít nhất 233 người đã tử vong ở tỉnh British Columbia trong vòng 4 ngày qua do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt. Trong số hơn 230 người tử vong có ít nhất là 134 người đã đột tử tại thành phố Vancouver. Giới chức địa phương dự đoán là con số tử vong có thể sẽ còn tăng lên khi mà dữ liệu được cập nhật. Trong một tuần qua, thì Canada đã trải qua mức nhiệt độ cao hơn 30 độ C, cao hơn mức trung bình hàng năm tới 21 độ. Đáng chú ý là trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 47,9 độ C tại làng Lytton, đông bắc Vancouver.